Và vòng thử thách này, cái lượt chơi rất là đơn giản. Xin mời bốn người chơi đến với khu vực xuất phát ạ. Mỗi người lựa cho mình một bé nai đi nào. Và luật chơi như sau, chúng ta sẽ có 7 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi thì cô Bảo sẽ nói là câu hỏi bắt đầu. Thì bốn người chơi chưa được ngồi vội đâu ạ. Chúng ta đứng dậy. Đứng tại vị trí xuất phát. Đếm 3, 2, 1, cái là mình quay 5 vòng. Ai quay 5 vòng trước, mình leo lên thú nhúng. Mình nhúng thật là nhanh qua kia, giành quyền bấm chuông. Ai bấm chuông được nghe câu hỏi và trả lời một câu đúng mang về cho đội mình 10 điểm. Câu đầu tiên, bắt đầu. Quay, quay 5 vòng. Ai quay xong trước, leo lên thú nhúng, nhúng liền. Nhanh lên. Quay kia, quay kia. Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho Tiến. Cà gì khiến cho con người đắm say? Cà tím. Cà tím mà sao? Oh yeah, sao đắm say? Em đắm mà anh ấy tím. Không, cái đó là đấm, không phải là đắm say. Sai, không điểm về chỗ quỳ gối. Ủa, đội còn lại qua đây bấm trả lời. Hay lắm, anh đừng đi những phía trường. Đáp án là cà gì khiến con người đắm say? Đối chữ. Cà phê. Đúng, chính xác. Cà phê. Yeah. Nghe là thấy phê rồi. Yeah. Chính xác, chúc mừng. Em. Chúc mừng anh. Xong nhất. Câu thứ hai, 3, 2, 1, quay. Quay liền đi, quay liền đi. Nhanh lên, không có gì mà chậm vậy. Câu hỏi lần này dành cho Tân. Trong bài thơ Qua Đèo Ngang, ai lom khom dưới núi? Chú Tiểu. Chắc không, cái câu nào nè, đọc cái nè. Lom khom dưới núi. Tiểu phải chú. Chính xác, đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Xin được chúc mừng Tân và đến với trường nhận về cho mình 10 điểm. Câu thứ 3, 2, 1, quay. 1 nè, 2 là chị Ly, 3 là chị Ly, 4, 5. Không được, không được. Này ăn da người xa ly. Câu tiếp theo. Chất chủ yếu có trong răng và xương là gì? Canxi. Trời ơi sao câu dễ quá ta, chúc mừng. Kha Ly à, mình bớt ăn gian lại Kha Ly à. Không có, bữa nay, bây giờ chị chơi đàng hoàng nè. Đàng hoàng nha, 3, 2, 1, quay. Quay, quay. 4, 5, đó đấy chưa. Quay, đi đi, mạnh lên. Nhường chị Ly luôn, nhường chị. Em tính ra định nhường chị luôn á. Em định nhường chị cho chị trả lời mà chị hại đồng đội em. Vô là tiếc. Con người có chí thì thường như thế nào? Chí CH á, 3, 2. Thì nên. Có chí thì nên hả? Con người thường nên cái gì? Có chí thì nên gãi. Đúng rồi. Câu đó mới là câu trả lời rồi. Bạn không chính xác. Câu chị nên nhắc em á. Cơ hội thuộc về đội còn lại. Dạ em. Qua. Chị dạ. Nhắc em vậy á. Con người có chí thì thường sao? Là một con người, con trai con gái gì cũng vậy. Nếu như mình có chí thì mình đã ở sạch một chút. Mình muốn cái lượt gì mình chải ra mình gọi đầu lại. Dạ. Dạ. Nói chung là có chí là bị ngứa phải gại đúng không? Dạ. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng. 3, 2, 1, quay. Quay. Em lên rồi, em lên. Câu tiếp theo. Loài thường sống trong thân cây dừa là con gì? Con đuông dừa. Con đuông dừa. Đuông dừa, đúng không? Chính xác, chúc mừng. Yeah. Còn 2 câu nữa. 3, 2, 1, quay. 2, 3, 4, 5. Hay, 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 hay. Rồi, câu hỏi dành cho chị tôi. Đầu gì hay dùng búa để gõ? Đầu gì? Đúng. Hay dùng búa để gõ? Để gõ thì đầu đinh chứ đầu gì? Đơn giản vậy thôi mà. Chính xác, chúc mừng. Một câu cuối cùng. Đây, câu này dễ nha. Liên quan tới động vật. 3, 2, 1, quay. 1, 2, 3, 4, 5. Đi. Chết đồng đội tôi rồi. Ai bấm chuông trước ta? Em á. Xin mời Tiến. Anh ơi. Vào vị trí. Câu hỏi như sau. Bộ phận giúp cho chuột túi hay còn được gọi là kangaroo đó giữ thăng bằng là bộ phận nào? Tàn tàn tàn. 3, đuôi. Chắc chưa? Đuôi là đáp án chính xác, chúc mừng. Sau 7 câu hỏi, hai đội chơi rất xuất sắc, không bỏ qua câu nào hết, không xảy đi một miếng điểm nào hết. Một đội được 3 câu chính xác, một đội được 4 câu chính xác. Và đội có 40 điểm sẽ được chúc mừng đội của anh.
Đinh Đăng Phi Trường, chúc mừng. Chúng ta vừa trải qua vòng 1 nhưng hai đội chơi phải nói là rất là xuất sắc đúng không? Hơn nhau có một điểm mà thôi. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng để làm nóng hơn chưa ạ? À? Nãy giờ chúng ta khởi nóng động rồi. Nóng lắm rồi. Đang nóng đúng không ạ? À? Dạ, đang nóng giữ đúng cái nhiệt độ này đến luôn vòng thi thứ hai với tên gọi Thách Thức.